Theo cục đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 7, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào nước ta đạt hơn 18 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, vốn giải ngân đạt hơn 12,55 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, 7 tháng qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 12,65 tỷ đô la Mỹ, chiếm 70,3% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Tiếp đến, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai, với tổng vốn đầu tư hơn 2,87 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 16% tổng vốn đầu tư đăng ký tăng 78% so với cùng kỳ. Sau bất động sản, giống đầu tư đổ vào ngành bán buôn bán lẻ với tổng giống đăng ký gần 740,5 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo là các hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ với giống đầu tư đăng ký hơn 490,6 triệu đô la Mỹ. Cục đầu tư nước ngoài cho biết, đã có 91 quốc gia và dùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 7 tháng năm 2024, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 6,52 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 36,2% tổng vốn đầu tư, tăng 79,1% so với cùng kỳ năm 2023. Hồng Kông, Trung Quốc đứng thứ hai với hơn 2,19 tỷ đô la, chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.